Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một số cái mẫu kéo cắt tóc chuyên nghiệp cũng như là một số những cái mẫu kéo cắt tóc cho các bạn đang là học viên, đang thực tập kéo cắt trên đầu thật và kéo cắt tóc trên đầu canh. Thì hiện tại thì kéo cắt tóc ở trên tóc thật thì gồm có khoảng 7 cái mẫu kéo. Trên tay tôi thì bây giờ nó là cái mẫu kéo là kéo chấm đỏ. Thì cái mẫu kéo này thì có được thiết kế là làm cái phần chuôi được chạm khắc hoa văn hình vảy rồng. Cái mẫu kéo này thì gồm có hai cỡ để chúng ta lựa chọn, đó là size 5.5 inch và size 6.0 inch. Ok, các bạn sẽ lựa chọn phù hợp với cái tay của mình. Bộ kéo chấm đỏ này thì gồm một kéo cắt và một kéo tỉa. Ngoài ra còn có một số những cái mẫu kéo khác để cho các bạn lựa chọn được phong phú hơn. Tất cả những cái mẫu kéo này thì đều được làm chất liệu thép không gỉ. Thì ngoài ra một số những cái mẫu kéo các bạn nhìn thấy là có sơn màu đen hoặc màu trắng thì đó là người ta sơn lên một cái lớp sơn sơn tĩnh điện nhằm bảo vệ cái phần lưỡi kéo với cả phần thân kéo được bền hơn và cũng như là có cái độ thẩm mỹ cao hơn. Ok, thì các cái mẫu kéo đây thì sẽ có những cái phần ốc để chúng ta chỉnh cái độ thưa khít của lưỡi cắt. Cái mẫu kéo gai trên tay tôi thì có 3 màu, đó là màu đen, màu trắng và màu đỏ. Ok, đó là một số dòng các cái mẫu kéo để chúng ta cắt tóc thật. Thì những cái dòng này thì có cái dao động với mức giá là khoảng từ 350 cho đến 400 ngàn. Tiếp theo thì bên phải màn hình, đây là những cái loại kéo để giúp các bạn học viên tập cắt ở trên Malacanh cũng như là các bạn tập thao tác khi mới vào nghề. Thì cái mức giá của cái dòng kéo tập cắt này thì sẽ rẻ hơn một chút, đó là khoảng từ 200 ngàn đổ xuống. Thì hiện tại thì có cái mẫu kéo chấm hồng vảy rồng có cái mức giá là khoảng 200 ngàn. Bộ này thì cũng gồm có kéo cắt và kéo tỉa. Chiếc kéo xanh này thì có giá là hơn 100 ngàn thôi. Và chiếc kéo trắng này thì có giá là khoảng chừng 80 ngàn đến 100 ngàn. Tất cả thì đều được làm bằng chất liệu thép không gỉ, tuy nhiên là cũng có cái số giá tiền khác nhau. Là vì là các bạn quan sát thì cái kéo 200 ngàn này thì cái lưỡi của cái kéo này nó được đều hơn và nó sắc bén hơn. Thiết kế trông cũng khá là bắt mắt hơn so với cái dòng kéo vài chục ngàn đến 100 ngàn như này. Thì cái mũi kéo nó cũng không được làm được đều như là cái dòng 200 ngàn. Okay, tuy nhiên thì chúng ta có thể là mua những cái loại kéo rẻ để chúng ta tập thao tác hoặc quay kéo hoặc là chúng ta cắt ở trên các cái đầu Malacanh. Với cái kéo có mức giá là khoảng hơn 100 như thế này thì chúng ta cắt tương đối là ổn.
Dòng kéo vẩy cá chấm hồng này thì có thể là cắt được ở trên tóc thật. Nghĩa là cái độ so sánh khác nhau của nó là cái kéo mà chúng ta mua với cái giá tương đối thấp ấy, thì nó sẽ có cái độ bền của lưỡi nó không được cao như là các cái dòng khác. Bây giờ mình sẽ xin chia sẻ một chút về cái kinh nghiệm mà chọn cái kéo cắt tóc và sao cho phù hợp nhất. Đầu tiên thì để chọn được một cái kéo tốt thì chúng ta sẽ quan sát cái phần mũi kéo. Thì khi chúng ta đóng cái mũi kéo vào như này thì phần mũi kéo chúng ta nên chọn nó bằng nhau. Tiếp theo thì chúng ta sẽ kiểm tra đến cái phần lưỡi kéo. Phần lưỡi kéo này thì chúng ta mở ra và chúng ta đóng chậm lại. Nếu mà cái kéo nó êm thì có nghĩa là cái lưỡi nó khá là tốt. Và cái cách thứ hai nữa là chúng ta có thể là dùng móng tay chúng ta trượt trên lưỡi. Nếu mà chúng ta thấy cái móng tay của chúng ta trượt được suôn thì có nghĩa là cái lưỡi kéo không có bị bấp báp gì cả, rất là ok. Và một điều nữa là khi chúng ta đóng kéo thì hai cái phần thân kéo này nó khá là nằm khớp với nhau. Tiếp theo thì để mà lựa chọn về cái chiều dài của kéo. Vì kéo có những cái chiều dài khác nhau cho nên là chúng ta sẽ thông thường sử dụng cái cách là đo. Đó là chúng ta sử dụng cái điểm ốc này, chúng ta đo vào cái ngón áp út. Ok. Nếu mà cái từ cái điểm ốc này cái mũi kéo dài hơn cái ngón tay áp út của chúng ta thì có nghĩa là cái kéo này là sẽ là tương đối to so với cái tay của mình. Okay. Thì đó là cái kéo 6.0. Và đây là cái kéo 5.5 inch. Tôi sẽ thử đo. Ok, kéo này thì nó ngắn hơn cái ngón áp út của tôi. Chính như vậy cái kéo này tay tôi cầm nó sẽ rất là phù hợp. Khi cái kéo nó nằm gọn trong ngón tay này của chúng ta thì chúng ta cắt thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái phần chiều dài của kéo, chúng ta kiểm soát nó được tốt hơn. Tuy nhiên thì cũng có nhiều người là quen cắt các cái loại kéo dài rồi thì cũng không có vấn đề gì. Sau khi mà chúng ta cắt tóc xong thì chúng ta sẽ bảo vệ kéo bằng cách là chúng ta sẽ tra một chút dầu vào cái phần ốc để giảm cái lực ma sát của kéo, giúp cho kéo được bền hơn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.